xe đi là nhẹ đầm bốc nha anh em. Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Quay Xe Máy ạ. Anh em vui lòng bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho tiệm cũng như để cập nhật thêm những mẫu xe mới về theo ngày tháng anh em nhé. Thì trước mắt anh em là con Supreme. Supreme đời 98 nha anh em. Chính xác là tháng 12 năm 98 ạ. Máy móc là cực kỳ là êm, xe đi là nhẹ tên bốc đầm nha mọi người. Đầu lòng là bao bít cho anh em luôn nha. Anh sơn lốc cũng là nguyên zin nha mọi người. Đầu lòng của xe đó. Đầu lòng sạch sẽ khô ráo nha anh em. Sơn sườn là nguyên zin, còn cực kỳ là đẹp ạ. Bấm điện còn nguyên nha mọi người. Tem là cũng là nguyên zin theo xe. Tem là nguyên zin theo xe nha anh em. Đạp của xe đây. Xin xe còn khá đẹp nha anh em. Cầu gấp là không vùng cọp gì đâu. Đạp gấp cũng là xin nha anh em. Cam dành là zin đeo xe, đầu cam là còn đẹp ạ. Bạc đùm là zin deck nha nè. Cái cột đây cũng đẹp luôn nha anh em. Lốc đây này hơi xấu nha mọi người, hơi xấu mặt ngoài nha. Mặt gấp mặt phe đẹp lắm á. Đây nè, để mình quay mình xôm cần ở trên em xem nha. Sóng gấp là xin luôn nha anh em. Đã tắt nhẹ thôi nha mọi người.
tem zin này nè, tem zin nó xuống xuống chứ nó không có bị vai màu nha nè, nó lút lút vậy nè. Yeah. Xe này thì mũ theo xe là zin cả bộ nha mọi người, từ đầu đèn về mặt nạ trước sau là zin hết nha, nắp hộp nha. Quay chi tiết cho anh em nhìn thấy rõ hơn nha. Đây, cái xi mặt nạ cũng là xin nè mọi người. Nước sơn là còn đẹp liền lạc ạ. Áo này áo xin, áo xin theo xe và không có giảm tốt nha anh em. Không có sơn phết gì lại nha. Anh em xem mũ zin nha, mũ zin cái màu nó ngã đục đục nha anh em. Sẽ mở yên cho khảo bên trong nha. Bình xăng đây. Đây, chạy chỉ nha anh em. Yên là xin nha nè. Sắc cảnh hết nha mọi người. Xe thì có sửa lại phục trước nha mọi người. Đầm zin ạ. Có lọc xăng chắc còn này anh em. Ốc đầu là sắc nét nha.
Ok thì vừa rồi mình vừa đi sơ bộ con Supreme nha anh em. Rất cảm ơn anh em quan tâm và theo dõi video của mình giờ hôm nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ.